Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở Only bài toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 88, tổng của nhiều số. Tổng là cộng, tổng là cộng với nhiều số. Bài số 1 tính 8 là cộng cho 6 rồi ta cộng cho 5. Người ta lấy 8 là cộng cho 6 trước. 8 cộng 6 là bằng 10, 14. 14 là cộng 5 là bằng 10, 19. 4 là cộng 9 là bằng 13. 13 là cộng tiếp cho 5. 3 là cộng 8 là bằng 11. Viết 1 thôi nhớ 1, 20, 21. 9 là cộng 4 là 13. 13 là cộng 9, đó là cộng 6 là bằng 19. 9 là cộng 5 là bằng là 14. 14 là cộng với là 3 là 17. 17 là ta cộng với lại là 4 là 20, 11. 6 ta cộng cho 8, 14. 14 mà ta cộng với 6 là bằng 20. Cái này chúng ta khi mà dấu cộng hết thì chúng ta sẽ cũng có những cái cách như thế này, gọi là tính chất kết hợp. Ta lấy 5 ta cộng cho 5. 5 ta cộng 5 là bằng 10. 10 ta cộng cho 8 là 18. 18 ta cộng với lại 6 là 24. Rồi, ta cộng hai con số này trước, trồng trước cũng được, gọi là tính chất kết hợp ha. Còn không thì chúng ta sẽ cộng như thế này. 5 cộng 8 là 13. 13 ta cộng với lại 6 là 19. Này là 13 này. Cộng 6 là 19 này. 19 cộng với lại 5 là 20. 24. Chúng ta qua bài số 2. Tính 6 là cộng 4 là bằng 10. 10 ta cộng 5 là bằng 15. Viết 5 ta nhớ 1. 1 ta cộng 2 bằng 3. 3 bằng 3 là 6. 6 với lại là 1 nữa là 7. Xá là cộng 5 11. 11 ta cộng với lại là 2 là 13. Viết 3 ta nhớ 1. 3 1 4 4 4 8 1 nhớ nữa bằng 9. 6 cộng 6 10 12. 12 với lại là 5 cộng 5 là 10 nè. 5 5 10 nè. 10 cộng với 12 là 22. Viết 2 ta nhớ 2. 1 2 3 4 4 2 là bằng 6. Rồi, cái này cũng tương tự luôn. Đó. 6 6 12, đây 5 cộng 5 bằng 10. 12 cộng 10 là bằng 22, viết 2 ra nhớ 2. 2 4 6 8 10. Chúng ta qua bài số 3. Viết một số thành tổng của nhiều số hạng khác màu và bằng nhau theo mẫu. 10 bằng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2. 2 cộng 2 bằng 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10. Rồi 16 thì người ta nói là khác một đúng không? Thì chúng ta sẽ là con số 2 này. 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 1 2. 8 x 2 là 16, như vậy chúng ta sẽ có 8 con số 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 con số 2. Rồi con số 3 được không? Con số 3 không có được. Con số 3 không có cộng lên được là 16. Con số 4 được nè. 4 nè. Cộng 4 nè. Cộng 4 nè. Cộng 4. Rồi. 4 cộng 4 là bằng 8, 8 4 12, 12 ta cộng cho 4 là 16. Rồi, cái này là bằng là 8 ta cộng cho 8 là 16. Rồi, 18. 18 là cũng là 2 ta cộng được nè. 2 cộng 2 tới 9 con, 9 con số 2. 2 2 2 2 cộng 2 cộng 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con. Rồi tương tự con số 3, số 3 được. 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 cộng 3 3 1 2 3 4 5 6. 6 câu.
là đủ. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Rồi, tới 3, tới 4 không được, 5 không được, 6 được. 6 cộng 6 cộng 6, 6 12, 12 với lại là 6 là 18. Rồi, cái này là 9, ta cộng cho 9. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy thì có cái phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.